Cô chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tiết toán thể tích hình hộp chữ nhật. Ở đây là một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao là 10cm. Có 3 câu hỏi con cần trả lời. Thứ nhất là mỗi lớp có bao nhiêu hình lập phương thể tích là 1cm khối. Thứ hai, hình hộp chữ nhật xếp được bao nhiêu lớp hình lập phương. Và thứ ba, hình hộp chữ nhật xếp được bao nhiêu hình lập phương. Bây giờ các con nhìn vào hình này. Để tính được số hình lập phương có thể xếp được ở một lớp thì ta thấy lấy số hình lập phương ở chiều dài nhân với số hình lập phương ở chiều rộng, tức là lấy 20 nhân 16 thì ta được 320 hình lập phương. Để tính được số lớp của hình lập phương có trong hình hộp chữ nhật này thì chúng ta sẽ lấy số hình lập phương ở mỗi lớp là 320 nhân với 10 lớp, như vậy ta được 3200 hình lập phương. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ là 20 nhân 16 nhân 10 bằng 3200 cm khối. Dựa vào kết quả như vậy, chúng ta rút ra được cách tính thể tích hình hộp chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Ta gọi chiều dài là A, chiều rộng là B, chiều cao là C và thể tích là V. Ta rút ra được công thức V bằng A nhân B nhân C. Cô có đề bài tính thể tích hình hộp chữ nhật với chiều dài, chiều rộng, chiều cao theo 3 câu A, B, C. Các con sẽ lấy giấy và thực hiện từng bài cho cô, sau đó xem đáp án. Đây là bài 1A và đáp án. Bài 1B và đáp án. Bài 1C và đáp án. Cô chúc các con thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt, thật chăm ngoan nha.